Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kiểu hài tạp, cùng nhau quay trở về server S85. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đầu game thì rất nhiều thông lệ đi tìm 174 chút xíu, chúng ta vào đánh vừa đại chiến thôi. Tại vì các bạn mấy hôm nữa cũng sẽ hết giải rồi. Và thong thả đánh dần dần thôi. Thường mình hay gom lại gần cuối mình đánh thế. Để nhìn qua có sáng nay khoảng tầm mấy giờ sáng nhỉ? Đây, ở đây khoảng tầm ở đây thì khoảng tầm 6 giờ 45 sáng đánh làm phát. Nói chung các bạn này có vẻ thích ăn sáng sớm sao, nhưng để an toàn mình vẫn cử người canh cả ngày. Chẳng qua là đánh thì gặp mỗi lúc này, đúng không? Tôi xem một trận này xong chúng ta sẽ vào đánh vừa đại chiến tí. Vừa đại chiến thì đoạn đầu đánh tốc độ thôi, đoạn sau bắt đầu đánh chậm chậm rãi. Thì mục tiêu thì vẫn là lấy top 1 của vừa đại chiến, nhưng tuy nhiên là duyên thế nào không biết. May mắn thì được luôn, đen thì đánh vài mùa, thế tùy thôi. Còn đánh thì mình nghĩ là cái tầm để cho mắc cửa là chắc chắn gần như 99% sẽ đạt được rồi. Chẳng qua vấn đề sợ ngày cuối cùng ấy có lên nhanh hơn người ta hay không ấy. Nó rủi ro cái chỗ tốc độ thôi, chứ còn đánh thì không có gì khó cả. Thế nói chung mùa nào chả đánh thôi, đánh nhiều nó quen rồi. Nói chung vượt qua khó khăn cũng nhiều, quen rồi. Để xem xong trận này ta đi vào đánh vừa đại chiến nhé. Bạn này có vẻ thích thử vận may lúc sáng sớm nhé. Có hôm mình đánh bạn lúc 2-3 giờ sáng, có hôm đánh 1 giờ sáng. Nhưng mà đa số dạo này hay thấy gặp khoảng tầm 5-6 giờ sáng. Hoặc là gần 7 giờ sáng gì đấy. Nói chung thế đã chủ đánh thì giờ nào mà chả bị đánh. Nhưng hôm nay là cái mặc đồ, nhưng mà tao chọn đánh xong vắt không thấy đánh, không thấy ăn nữa. Nên nếu giả sử ăn tiếp ấy là chắc lại tháo đồ thôi. Và lúc đấy chắc là thử vận may xem mình có on hay không ấy, thì mặc đồ tí lại. Đoán thế. Đánh trước rất là nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung người ta yếu mà. Yếu so với nick này nhé, còn so với các nick khác vẫn rất là khỏe. Rồi ok, bây giờ quay trở về giải đấu hoặc trước đó để mua tí cái bánh mì vĩ lực cho thứ đi cho nó yên tâm đi. Thế đi xem báo danh cái lôi đài chưa? Báo danh qua một chút xíu đấy. Rồi ok đấy, sơ qua một chút xíu nhé. Giờ ra chạy vào trong cái vật đại chiến. Cái đoạn đầu đánh thì đơn giản, xem qua tình hình có nhiều người đua hay không đấy. Nick này nó ở khoảng tầm cụm 2. Hiện tại có mấy bạn đang đua khoảng tầm 117 ải đúng không? Nếu chưa lên 140 thì vẫn thong thả thôi. Đầu tiên là có Lo này, có Hody này, có Van Ogre này, có con Hiredas với con Kaya. Mấy cửa đầu chắc mình không xem trên báo đi cho tốc độ một chút xíu nhé. Xong rồi xong cái trận cuối xem sao. Cửa số 2 ở đây hiện tại có Domingo, có Lafitte, có con Lucy, có Book. Với lại lấy thêm Book lên chơi 2 Book đi. Cho này lùi lên trên này. Ok đánh luôn đi. Nói chung đánh phải nhanh vậy mới có giá trị, mới có lời nhé. Còn nếu đánh mà kiểu thong thả ngồi xem từ trận một là ấy không. Còn đa số mình xem biểu diễn các bạn xem thôi, chứ còn đánh mà ngồi từ từ mà xem ấy là 100% là lỗ. Đây là đánh chẳng qua đánh tốc độ rất là cao, mình thích đi nhanh sẽ đi nhanh được ấy. Nên thành ra mới tiết kiệm được giá trị, tiết kiệm thời gian để cho giá tiền trả giác nó lời hơn. Còn nhiều bạn thấy mình đánh nhanh cứ nghĩ là ồ đánh bình thường nó nhanh như vậy là nghĩ là ăn 500.000 nó ngon. Nhưng thực ra phải nhớ một điều đấy là đánh rất lâu đánh được tốc độ đấy, đúng không? Chứ còn nếu mà đánh chậm chậm thì là lỗ đấy. Đây mình cố gắng đánh nhanh nhanh một chút xíu để cảm giác là đánh mất ít thời gian để cho lời hơn. Robin này, A này, Gap này. Với lại con thôi cho bừa con thì chắc chả vấn đề đâu. Mấy cửa đầu nó yếu nên thành ra là đi kiểu nhanh nhanh được. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa số 6. Mấy cửa đầu nó yếu và toàn ra tướng xịn đấy chứ. Lo này, Zeo này, Book này, Tatsugi đi. Tiếp tục đến cửa số 7. Book này, Ino này, con Elizabeth đi. Mình cố gắng dùng số con cùi cùi một chút xíu xem có ăn may được không nhé. Và không ăn may được lại sửa lại sau. Spam vài lượt không win thì đổi nhé.
Gorm muốn lầy lầy tích kiệm được troll cho mấy cửa cuối mà. Đây đánh vẫn win này. Đây có cửa số 8 này, có Zoro này, có Usopp này, có Tashigi này, có A này, có Kizazu này. Đây chắc là để kiểu này đi. Con này hứng lên trước đi. Tiếp tục lên cửa tiếp theo, cửa số 9. Đây có Funky này, có Lafitte này, có Boop này, có hai Boop. Đây Seroku. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa số 10. Zeo, Aokiji, Mako, Chopper, BG. Tiếp tục cửa số 11. Usopp này, Mazelang này, Perona này, Kid này. Đấy lại con đấy bữa con Kabuto, chắc nó chả kịp hồi máu đâu. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa số 12. Ryushi Boop, cửa này tướng yếu quá nhỉ. Thử vận may chút xíu không cũng chắc phải đổi nhỉ. Trông nó phèn quá, không biết có nhây được không. Thôi cho mạnh hơn tí xíu đi. Có Brook này, có Boa này, có Kaya này, có Swag này, với có Ryushi này. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa số 13. Cửa số 13 ở đây mình có Ken này, mình có Kaku này, mình có Boop này, mình có hai Boop, mình có Sedoku. Để nó so le chút xíu vậy cho đỡ mê hoặc nhiều. Cửa tiếp theo, cửa số 14. Trông yếu quá nhỉ, mạnh hơn tí xíu đi. Có Domingo này, có Funky này, có Nami này, có Lucy, có Boop này. Tiếp tục cửa tiếp theo, cửa số 15. Cửa số 15 ở đây con Hody đứng đầu đúng không? Vậy đây có Funky, có Lucy này. Swag hên xui với con Hody đi. Boop trên thì một con Boop dưới. Hay để ba Boop ở dưới cùng đi cũng được. Chỗ này đứng đây đi, cái này lùi xuống tí xíu. Spam vài lượt nhé. Xem vận may đấy không, không được thì kiếm còn không chế. Ok, win rồi. Cửa theo cửa số 16. Có Mazenlang này, có Swag này. Có mấy con này yếu quá nhỉ, Perona. Thôi cho mạnh hơn tí xíu đi. Robin bắt một con đi này. Boop này, con Hiredat này. Cho Robin bắt dưới, còn Zoro hứng trên đi. Con Ino đánh dưới đi. Cũng chưa mạnh lắm đâu, đánh thử đấy. Thử 1-2 lần nhé. Ok được rồi. Tiếp tục đến cửa theo, cửa số 17. Có Ken bắt thằng con này, Dosun choáng này, Usopp bắn này, Aokiji với lại cho Boop hay cho Lucy. Chơi cho Lucy đi. Để cho Lucy đứng ở đâu cho tiện nhỉ. Dosun bắt trên thì Ken bắt ở giữa đi, Lucy đạp ở dưới. Chơi đánh thường là chính này. Cửa 18 có Kaku ở giữa đánh chữ X là đẹp nhất này. Nami phá nổ phía dưới, Usopp bắn phía trên đi, A đốt cháy phía sau đi, với lại con Kizaru đạp cùng đi. Đấy, cửa đầu địch nó yếu, đôi khi mình chơi một số tướng củi tí cũng được nhé. Có Sanji này, có Mirella này, có Arika này, có Ino này, có... Thôi chơi 3 Boop luôn đi cũng được. Tiếp tục cửa tiếp theo nữa là cửa số 20. Cửa 20 ở đây trông hơi phèn, cho mạnh hơn tí xíu đi. Có Lafitte cho bắt ở giữa đi, Fuka gắng khống chế phía dưới đi. Sanji nhây nhây phía trên đi, Brook này, với lại con Ryushi. Cho Brook lên trước thì Fuka núp vào sau đi. Spam vài lần cầu may đã nhé. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 21. Có Franky, có Eva, có Kizazu, có Mazenlang. Có con... nào giờ nhỉ? Mấy con này toàn con yếu, thôi cho bừa con hứng đòn lên, cho con này hứng đòn ở dưới đi. Con Franky đốt ở giữa đẹp nhất, rồi Mazenlang lên đầu, Kizazu, Kizazu chết trước đi, núp sau đi. Hạng D cũng được, quan trọng là win thôi. Cửa 22, Fuka bắt giữa này, con Ken bắt đầu này, Luffy đấm sau này. Con Center Maru Hensui choáng ở dưới đi. Con này cấm tích nộ đi. Cửa 23 cho lo bắt đầu này, Robin bắt ở dưới cùng đi. Boa bắn ở giữa đi. Thì Kizaru đạp với Ryushi, tao để con này lên trên đi. Cho con này giữa nốt đi. Cửa 24 Aokiji, Jimbi, Sanji, Mr. 2 với lại toàn con yếu, rồi lấy bừa Moria đi. Moria hứng ở dưới cùng đi, Sanji nhây ở giữa đi. Aoji, Jimbi cứ dồn hết lên trên đi. Đợt này, nó tính vào trong cả cái nhật ký hành trình nhé. Nên cái việc đi cái này nó sẽ tiện luôn. Tiếp tục ở đây là Brook này. Ở đây cửa bao nhiêu? Cửa 25 Brook này, Hiredat này, Swag này, với hai Boop này. Cũng không mạnh lắm đâu, thử vận may chút xíu. Có vẻ hơi yếu, cho mạnh hơn tí xíu đi. Cho lo bắt đầu đi, Vanoger bắn hay xui choáng đi. Akanu ở giữa đi, con này giảm độ xuống đi. Con này Boop đây.
Rồi đến cửa tiếp theo, cửa 26. Zoro A 2 búp. Chơi 3 búp luôn đi. Thì chắc phải cho búp hứng đòn một chút xíu, một con búp hứng ở đây đi. Con này A vậy thì cho con Zoro ở trên cho độ sớm đi. Hay Zoro nhây ở dưới, hứng ở dưới thì Zoro nó trâu. Cho búp vậy thì con A lên đầu đốt cháy sớm đi. Thử xem có nhây được không nhé. Thử vài lần đi. Có vẻ hơi khó nhỉ. Không thì để cho con không, có thể để vậy. Không, để nhây ở dưới đi. Cho kích ca da búp mộ sớm đi. Vẫn không được. Hạ E mới đau chứ. E là gần win rồi đấy. Thử vài lần nó không win thì đổi tướng nhé. Thử lấy khoảng tầm 5-6 lần nữa. Đây win rồi. Tiếp tục cửa 27. Có Smoke, có Swap, có Tatsugi. Không có búp nào nhỉ. Không búp nào sợ hơi khó. Dù nếu Ino lầy lầy ở giữa, con này Swap hay xui đây. Smoke đánh choáng ở trên cho con này xuống dưới. Hơi khó để tí thử vận may chút ạ. À, vẫn win được, may thế. Cửa 28, Fuka bắt giữa đi. Luffy đấm sau, Sanji nhây nhây ở dưới đi cũng được. Marco hứng ở trên, con búp búp ở dưới. Cửa 29, Hody, Ken, Boa, búp, A. Cửa 30, Robin, Zeo, búp, Sentomaru, Ino. Thử vài lần không được thì đổi nhé. Kiếm con nào không chế ở giữa như Fuka đẹp ngay ấy mà. Thôi đổi đây tí đi. Đây có vừa nhắc Fuka sau phát có Fuka luôn này. Fuka này, Ken này, Aokiji, búp này. Nên cho thêm cái GB đấm cùng rồi. Mấy cửa đầu rất là dễ nhé. Đánh bình thường thôi. Ở đây là Hody tiếp ở giữa này, Dosun bắt ở trên này, Lucy đạp phía sau này, búp này. Với lại con Perona. Cửa 32 đây có là Ken này, có Chopper, có Mamushi, có Frankie, có Lucy. Để đấy, chắc Lucy hy sinh hứng đòn ở dưới, Frankie đốt ở giữa được 3 con thì cái này lên trên, Ken bắt ở dưới thôi. Cửa 33 là mới chút xíu đi. Đây có Lafitte, có Sidaushi, có Chopper, có Perona, có Neptune. Neptune chắc hứng đòn ở trên đi, Lafitte bắt ở phía sau đi. Perona thì hên xui giảm độ phía dưới đi. Thì cho Sidaushi hứng ở hay Chopper. Có Sidaushi hứng Chopper ở sau búp độ. Cửa 34 ở đây có Brook này, có Kadifa này, có A này, có Cindy này. Hết rồi, toàn con yếu, rồi cho Ino tiếp vậy. Cho hứng đòn trong cái này có vẻ không khả thi lắm nhỉ. Tôi cho mạnh hơn tí xíu đấy. Có Kaku, Frankie trông vẫn yếu. Nhưng mà cứ thử vận may chút xíu thôi. Cả bé này hỗn loạn 100% thì nó khó ấy. Không, trông vẫn bi quan lắm, cho mạnh hơn nữa. Nên dựa Damakanu biết có đủ không. Vì đây có một búp thôi. Ở đây thì để cho thêm một con hứng ở phía dưới, cho lấy bừa con nhé. Tôi lấy bừa con này đi. Này là tí bơm máu. Này hứng ở dưới cùng, Akanu ở giữa, vậy cái này quáng choáng. Không để Akanu lên đầu, với Sanji quáng yểm trợ phía sau, với búp ở giữa đi. Thế rồi cửa tiếp theo, cửa 35. Có Miela, có Lucy, có Brook, có Eva, có Swap. Cửa tiếp theo nữa, cửa 36. Lafitte quáng bắt búp đi, Boa bắn ở giữa chứ. Mà rằng kích độc ở phía dưới, búp hỗ trợ cho Vista giảm độ bớt đi cho đỡ độ sớm. Hay để con Vista lên chết trước, còn Boa núp sau đi. Sử spam vài lần nhé. Đây ok win. Tạm thời lên hạng 61 rồi, cửa 37. Luffy đấm ở giữa để Domingo ở dưới đi. Mila ở trên đầu, Jimmy đấm ở phía sau đi. Với lại con thôi để Kobe búp đi. Phải để Kobe đánh sớm, Mila xuống dưới cùng. Cửa 38, Usopp, Nami, Chopper, Kaya, với lại con Hina đi. Nami chắc đứng ở giữa đi, Hina nhây ở trên, Chopper ở đầu đi. Này nhây nhây chỗ này, Usopp bắn ở dưới lên. Cửa tiếp theo, cửa 39, Fukaboshi này, Lafitte này, Frankie, Zeo với lại Nami. Nami hứng ở đây, Zeo bắt ở phía sau đi. Ở đây có 3 công chế để luôn 3 hàng. Cửa 40. Ở cửa 40 ở đây thì mình sẽ có, ở đây là có con Brook. Brook cho hứng ở giữa đi. A núp sau nó đốt cháy đi. Có hai búp hỗ trợ. Với lại chắc là cho thêm một con nữa cho Hidat giảm nộ đi. Con này lùi lên trên chút xíu đi. Thử vài lần không win thì đổi. Tôi cho con nào không chế ở giữa giữa tí xíu đi. Không có không chế ở giữa, ở đây có Frankie đốt. Thì ở đây ví dụ để Frankie đốt thẳng ở giữa
Mila đứng ở trên thì con Cindy đứng ở dưới đi. Con này giảm độ không cho độ sớm này. Thế chơi xử 3 búp đi cũng được. Thử vài lần nếu có Mila đánh mê hoặc lung tung thử tí. Cindy lên trước thì Mila núp sau. Không thì để con Frankie lên sớm bên trên đi, con búp ở dưới đi. Vẫn chưa được. Thôi cho mạnh hơn tí nữa. Ho đi choáng ở giữa đẹp này. Domingo ở phía sau trên này đi. Kaya, Neptune. Mắt sẽ hướng ở đây, Neptune xuống dưới đi. Chắc là được đấy. Tạ thờ đây là hạng 58 ở cửa 41. Fukabushi, Smoke, Van Ogre, Buff với lại con Hiridat đi. Ở đây thì thế nào. Van Ogre coi như hứng ở đầu đi. Con này coi như hứng ở giữa đi, Fuka bắt ở sau đi. Smoke đứng ở đây rùa rùa, vậy để Smoke đứng ở đây, Fuka bắt ở dưới vẻ hay hơn. Con búp ở trên đầu. Đánh thử nhiều lần nhá. Dính hiệu ứng mà chưa mạnh lắm đâu, nhưng mà thử vài lần đi. Ở đây còn 51 lần thử đây lần nữa không win rồi. Kiếm hiệu ứng đẹp hơn tí nữa. Đây có Luffy miễn dịch mê hoặc cho đấm ở dưới này. Robin thì bắt từng con phía sau, Ken bắt từng con búp này. Zoro hứng đòn này. Có vẻ được đấy, Lucy đạt. Không có búp nhưng mà có vẻ lợi thế. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 42. Là mới một chút xíu đi. Lapite, Boa, Dosun, Hody. Sẽ tạo Rokodai đi. Ở đây chắc là để Lapite bắt con bơm máu đi. Do Hody gắn bắt ở đầu đi. Dosun choáng ở dưới. Boa núp sau với con Rokodai ở dưới cùng đi. Cửa tiếp theo cửa 43. Có Mirela, có Hody, có Brook, có Aradika. Tôi cho BG hứng ở dưới thì vậy. Hody gắn choáng ở trên, Brook bắt ở giữa, Mirela hiểm trợ. Cửa tiếp theo là cửa 44. Nó có Sanji với con này. Tôi cho mạnh hơn tí nữa. Hody này, Boa này, GB vẫn chưa mạnh lắm đâu, dùng tạm đi ạ. Con Mr. 2 đi. Con này miễn dịch mê hoặc để con Boa ở đây. Hody gắn choáng ở đây thì do dư hứng đòn đi. Thì con như Mr. 2 hứng đây, GB đấm sau này. Cửa tiếp theo cửa 45 có Lo bắt đầu này. Kadifa nhây ở dưới, Kaku đạp ở giữa đi. Đấy, hai búp hỗ trợ. Cửa 46 có Akainu, có Sanji, có Ken, có Mazenlang với có búp. Ở đây chắc là để Sanji nhây ở giữa thì để con Ken bắt ở đây cho đỡ cấm tích nộ đi. Đây giữa con này búp xuống dưới cùng. Cửa tiếp theo cửa 47 có Zoro, ta có Usopp, ta có búp, ta có Gap, có Mazenlang. Ở đây chắc là để cho Zoro tanh giữa tiếp, mà rằng đây đốt trên, con này bắn dưới, không gáp đấm đây đi, mà làm đốt kích ở trên này, Usopp bắn. Spam vài lần nữa nhé. Các bạn có hai bơm máu, sợ bơm máu nhiều hơn lượng máu mình gây ra ấy. Nên đánh vài lần xem có win không đã. Đánh thêm hai lần nữa không win thì đổi. Tại vì đây mình đang hơi ít khống chế, chỉ có mỗi sát thương không. Ok, để lấy thêm khống chế thôi. Này khống chế được mấy con. Đây có đây Chopper, Conis. Đây vẫn thiếu một con tướng mạnh mạnh tí nhé. Thôi để lấy con này hứng tạm đấy. Ở đây chắc để con này cố gắng làm sao gây choáng thì Chopper đứng đầu đi. Thì con này đứng Robin bắt từng con nó búp máu trên này. Thử xem có nhây được không nhé. Thử vài lần đi. Nó bảo cái con cầm cái thương nó hơi yếu. Thế chắc cho mạnh hơn tí nữa. Đây có Fukabushi, có Mirela, có Frankie, có Zeo. Cái này chắc là được. Cái Conis này. Ở đây để cho Mila biến dịch mê hoặc đứng ở giữa, Fuka hiểm trợ phía sau tránh này nổ chết Mila. Thì Frankie thôi thì đứng ở trên này đi. À không, để con này lên trên, con này Frankie đốt dưới này đi. Tướng đẹp phát là win luôn đấy mà. Có Domingo, có Gap này, có Kaku, có CLC, có Mure. Ở đây thì Kaku chắc là hơi thì Gap hy sinh trước đi. Kaku đạp bên dưới giảm bớt sát thương xuống. Con búp đấy chắc hứng đòn đây, Domingo ở dưới nổ. Hạng 48 ở cửa 49, Fukabushi, Hody, Ryushi, Boop với lại Sentomaru. Thì ở đây Fuka bắt ở đây thì Hody bắt ở trên đi. Con này đứng ở dưới đi, chơi vậy chắc là spam vài lần đi, mình đang chơi siêu ứng. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 50. Zeo đây hơi ít thì cho mạnh hơn tí nữa. Đây có Fukashi bắt giữa đẹp này, Zoro đứng luôn ở giữa đi. Chopper lên đầu đi, Akainu đi với lại con búp đi, chơi vậy chắc là đủ sức đấy. Cửa 51
có Mirella, có Luffy, có Zeo, có Neptune, có con thôi chơi con Sando Sonia đi. Ở đây trong này hứng ở giữa thì Luffy đấm ở trên thì Neptune bắt nhây ở dưới. Cái con này hỗ trợ phía dưới. Thử để vậy xem sao nhé. Cửa 52 có Ken này. Ta có Zoro, ta có Jimmy, ta có Book, có Marco, chắc là được. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 53 là mới một chút xíu đi. Có Smoke với Usopp, nếu mà hên hiệu ứng tốt thì với Dam thì chắc là ok. Chỉ sợ không hên thôi. Còn kia thì cho Mr. 2 hứng ở dưới. Ok, hạng D tức là suýt thua, nó đánh hơi bị dài ấy. Này có Lucy, có Zozu, có hai con Book. Với con Vista. Ở đây thì Zozu hứng dưới đi, con này hứng ở dưới trên này đi. Book đây, Book dưới đi. Để con này lên trên đi. Ok, chắc được. Không được, vậy thì để con này lên trước đi, con này hai con này núp sau hết. Còn để con Lucy lên trước một tí xíu. Thử một hai lần không win đổi nhé. Ở đây win rồi. Nên hạng 40 nhá, cửa 55. Cho mạnh hơn tí nữa. Có Aokiji, có Akainu, có Funky, có Chopper, có Sentomaru. Sentomaru hứng ở giữa thì Aokiji lên trên đi. Con này đốt dưới, Akainu đốt sau, con này Chopper đứng đây. Tiếp tục đến cửa tiếp theo là cửa 56 nhé. 56 ở đây thì cho Ken bắt thằng con đi. Nami nhây ở dưới Kanya Book. Và người Hensui choáng chứ. Đứng ở trên vẻ Hensui an toàn hơn. Ở dưới cho con này Hensui biết đâu nó mê hoặc được thì tốt, không được thì thôi. Thử vài lần không hên thì thôi đổi tướng. Cái này nó cũng chỉ có tí hiệu ứng, không có sát thương mấy. Ok, thôi đổi mạnh hơn tí nữa. Đây có Domingo, có Sanji, có Book, có Boa. Có thể chơi tạm con Elizabeth đi. Elizabeth rồi cho hứng ở trên đi, Boa đứng sau bắn đi. Domingo đứng ở giữa quật linh tinh, Sanji với Book ở dưới. Cửa tiếp theo, cửa 57. Có Hori bắt một hàng, Fuka bắt một hàng, Robin bắt một hàng, có như không chế ba hàng không? Sanji lầy lầy phía dưới, nếu con này hỗ trợ thêm tí nữa. Cửa 58 là mới một chút xíu đây. Book này, Nami, Zeo với Kaya đi. Book hai đầu, Kalipa ở đây cái gì đấy thì Nami nhây ở dưới, Zeo không chế ở giữa. Cửa 59 có Fukaboshi bắt ở giữa chăng? Kaku đạp đầu hay đứng ở dưới đây được. Perona yểm trợ phía sau. Elizabeth, không để Elizabeth hứng cho Fuka bắt trên nha. Thôi bắt liều luôn ở giữa đi. Tức là nếu nó tỏa sáng thì ăn luôn. Còn mấy con này toàn con yếu thì cho con này đánh tạm. Này cứ để con Killer chết trước con Kaku đi cũng được. Cửa 60 rồi. 60 ở đây hiện tại có hai con mê hoặc. Cho làm mới chút xíu thì kiếm mấy con miễn dịch là tốt hơn. Không có miễn dịch ở đây không chế cũng có này. Có không chế nhiều thì chắc vẫn chơi được. Dù ở đây mình cho con Lafite quáng bắt con song đao, Fuka bắt con dưới đi. Thì Jimmy ở đây thì Kaya lên đây thì Usopp bắn. Không biết có được không, thử đấy. Ok, win luôn này. Cửa 61. 61 đấy cũng nhiều hiệu ứng quá, nhưng mạnh hơn tí nữa. Aokiji, có Domingo, có Usopp, có Kaku, có Shiraoshi. Kaku chắc hứng đầu, chết đầu đi cũng được. Thì Aokiji ở đây với Domingo, Usopp và thứ bắn ở đây. Ok, chắc là được đấy. Cửa tiếp theo, cửa 62. Franky, Luffy, Hody, Book với lại Marcelang. Marcelang đứng ở đây thì Franky đốt đây thì con này yểm trợ phía sau không chế, Luffy đấm cùng đi. Với Book ở trên cùng đi. Thử vài lần không được thì lại đổi nhé. Thôi đổi tướng đi. Mục tiêu của mình thì lên khoảng tầm 117, sấp xỉ bằng nhau là được rồi. Không cần thiết phải lên quá cao đâu. Cái này có nên thử không nhỉ? Nếu dùng giả sử nếu dùng Zeo, dùng Van Ogre, dùng Kaku, dùng Lafite, dùng CLC được không? Nếu Lafite bắt đầu trông cũng hơi yếu, thử một tí. Nó cho mạnh hơn. Fuka, Marcelang, GB, Chopper. Thế lại con chả lẽ chơi tạm với con này Kizaru à? Kizaru hứng ở giữa xem nào. Ok, win được thật này. Cửa 63. Kaku đạp ở giữa đi. Smoke hay suy choáng đi. Hai búp đi. Ở đây chơi luôn ba búp đi xem Smoke có choáng nhiều. Thử vài lần nhé, biết đâu có choáng tốt. Vẫn chưa được.
Nó có thể smoke bị chết sớm ấy, cho mạnh hơn tí nữa. Fuka Aokiji A Boop. Ở đây cho Fuka bắt một hàng thôi, thì cho A ở giữa đi. Boop hai đầu gì Aokiji nộ. Cửa 64 đi ở khoảng tầm gần nửa chặng đường rồi. Akainu, Dosun này, Lucy, Smoke này. Có vẻ vẫn không có Boop nhỉ. Neptune này, Neptune hy sinh chết trước thì cũng được. Lucy đạp trên kết hợp với Smoke giữ ở trên hết. Smoke lên đồng, thử xem sao thôi, trông có vẻ không khả thi lắm đâu. Thôi cho mạnh hơn. Zoro, Châu Bò này, Ken này, Aokiji, Lucy với Boop chăng. Lucy lên chết trước thì Ken núp sau bắt một con đi. Aokiji xuống dưới. Ok đúng không? Cửa 65. Kaku đập đầu đi. Thì ở đây còn Sanji nhây ở dưới. Ở trên thì có Jimmy đấm với lại hai búp đi. Thử vài lần nhé. Vẫn chưa được, tôi cho mạnh hơn tí nữa. Có Ken bắt một con này. Qua bắn phía sau đi. Con này giảm độ, con này trầm mặc với con búp đi. Chắc là được. Rồi ok, tiếp tục đến cửa 66 nhé. 66 đây có Akainu này, mình có búp này. Chắc là chơi luôn 4 búp cho nộ sớm luôn đi. Không biết búp có chủ được không đây. Chơi 4 búp đây. Để cái này lên trên, con này xuống dưới cùng. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 67. Có Luffy, có Laffite, có Hiridas. Có con Conis. Có thêm con toàn con yếu thôi, cho tặng con này đi. Con này cho lên trước hứng đi, con này đứng sau đi. Con này đến đây, con này yểm trợ phía sau. Thử vài lần nhé. Thôi cho mạnh hơn tí nữa ấy. Có Fukabushi này, có Boa này, có Chopper, có Kaya, Center Maru. Cho con này đến trước, con Boa đứng sau ấy. Thử vài lần nữa. Thở tác hồng nộ đau quá, Center Maru không trụ được. Không thì để Center Maru xuống phía dưới đi. Để con Chopper đi hứng con đấy. Đây là hạng 22, cao nhất hiện tại vẫn là 117 nhé. Có Fukabushi, có Miela, có Domingo, con Nid. Với lại con Elizabeth đi. Thì ở đây Elizabeth hứng một chỗ thì Fukam bắt một chỗ thì chắc để vậy. Cho Domingo ở giữa. Này lùi xuống dưới cùng. Đây là hạng 18 này này. Tiếp tục có Domingo, tiếp Lucy, Kaya, Cindy với lại con Sanji. Thì chắc là cho con búp bên trên, con búp ở đây, núp sau thôi. Spam vài lần liên quan đến hiệu ứng mê hoặc nữa. Liệu có win nổi không? Ok này. Tiếp tục đến cửa theo, cửa 70. Có Akainu này, có Lucy này, Usopp này. Đây hai búp. Búp trên, búp dưới, con Lucy hứng ở giữa đi, Akainu ở dưới, Usopp bắn ở dưới, đánh từ dưới lên trên. Tiếp tục đến cửa 71. Luffy, Robin, Manbushi, Kalifa, Neptune. Neptune ở giữa đi, Robin bắt dưới, đánh ngược lên trên. Cửa 72. Có Sanji, có Zeo, có Domingo, có Kaya với lại con Lee. Cửa 73. Zoro, Robin, Boop, Boop với lại Tatsugi. Tatsugi nhây ở dưới cùng, không biết có độ kịp không. Này đứng slot 4, phải đẩy cái này lên sớm một tí xíu. Vậy để Robin xuống dưới cùng, thử xem sao đã. Không có để dưới này cũng được, phải đằng nào nó nhìn chậm nhịp một tí, con này giảm độ. Cửa 74. Có Kaku, có Sanji, có Nami. Có tiếp Conis với lại Shirahoshi. Cửa 75. Có Domingo, có Lucy. Có CLC, có Smoke với lại A hoặc Marcelang gì đấy. Nếu để A nhây ở đây, nếu để Lucy đạp ở giữa thì sao? Hoặc để Smoke đánh ở giữa, Hensui nó choáng, Lucy đạp phát lên trên này. Để Domingo lên đầu miễn dịch.
Thì để con này đứng ở dưới thì cũng được. Nó CLC yểm trợ. Thử spam vài lần cho hiệu ứng có đỏ nhé. Nó không mạnh lắm đâu nhưng mà hiệu ứng ăn may thì cũng được. Đây phát này ăn may rồi. Đây là hạng 12 cửa 76. Đấy là Luffy tank ở dưới, Zoro bắt ở đây, Laffite bắt ở trên, Boop với lại con Lucy. Vẫn không được, thế thì đổi lại chút xíu rồi smoke. Điều đó choáng thêm thì tí nào hay tí đấy. Cứ đánh vài lần xem tỷ lệ hiệu thế nào. Hay là bỏ nốt ra đi cho đánh thường hết đi, cả là đội hình này cóc cần nộ đấy. Vẫn không chịu win này. Thôi cho mạnh hơn tí nữa. Zoro tay ở dưới đẹp nhất để Fuka bắt ở trên này. Marcelang ở trên này hỗ trợ, Gap đấm ở dưới, Boop hỗ trợ chắc là được đấy. Ô vẫn thua, phải mua thêm lượt nhé. Ở đây mình vẫn còn tận 80 lần thua. Đây ok, đen thì toàn đánh lần thứ hai nó win luôn. Cửa tiếp theo cửa 77. Có Aokiji, có Miela, có còn Eva cho Marco với lại cả Hiderat đi. Đóng băng nhiều là được, mà đánh nhiều lần đóng băng nhiều được. Lên hạng 11 rồi cửa 78. Zoro tanh đây cho Mazenlan, Ryushi, Laffite, Hina. Thử xem có nhây được không. Để có Hina nhây ở dưới, Laffite ở trên. Hay để Laffite xuống dưới, Ryushi cứ chầm mặt ở trên. Cửa 79. Sanji, Nami, Domingo, Dawson với Boop. Cửa 80. Gap, Frankie, Brook, Miela với A. Cửa 81. Mấy con này hơi yếu, thử một tí thì có con Fukabushi lầy đi. Kobe ở trên, con này nhây ở giữa đi, con này dưới hứng kết hợp với lại Boop đi. Con Boop lên trên đi. Mà cho mạnh hơn tí nữa. Usopp bắn này, có Hody choáng này, có Boop này. Nhưng có rủi ro bị cấm tích nộ, thử hên xui đi. Thử vài lần không được thì chắc phải đổi đâu. Hay là con Boop lên chết trước thì cho Hody núp dưới. Đây win này. Cửa tiếp theo cửa 82, có Robin, có Hody, có Sanji, có Boop, có Neptune. Đây Hody bắt trên, Sanji yểm trợ đây. Robin bắt ở giữa, Neptune yểm trợ đây, chắc là được đấy. Cửa 83. Lucy Chopper thì mạnh hơn tí, nó cấm tích nộ nhiều quá. Fuka bắt giữa này. Hiredas giảm nộ xuống này. Boop này. Để cho con Roju hứng nha, mới cho một con Valorant bắn đi. Thử vài lần nhé. Cửa 84. Có Miela, có Laffite, có Usopp, có Brook. Với lại con Swap đi. Swap hứng ở dưới cùng đi. Latte bắt ở trên đi. Brook bắt ở giữa. Usopp bắn ở với Miela. Cửa cuối cửa tiếp theo cửa 85. 85 có hai con bơm máu đấy. Cho mạnh hơn tí xíu đi. Có mỗi mình lo thì hơi ít để mạnh hơn đấy. Đây có lo smoke, có Usopp, có Chopper. Thôi chờ tạo con Amoth này hứng ở dưới thì cũng được. Để cho smoke hên xui choáng ở giữa, lo bắt tàu, Usopp bắn ở giữa đi. Thế là với Chopper. Hạng E mới đau chứ, thử thêm lần nữa nào. Đây hạng S này, thỉnh thoảng có đen đen đấy hạng E. Đây là top 10 này. Thế là với cửa 86 này, đây có lo này, Hody này, Van Ogre này, Magellan với lại con Zozu. Trông có vẻ cũng đẹp đấy nhỉ. Đây cho Hody, cho Mazel đánh đầu đi. Hody bắt phía dưới đi, và nó bắn hên xuôi phía sau đi. Lo bắt ở giữa kết hợp với Zozu, hay để Zozu xuống dưới. Thôi để vầy đi cũng được. Không để có lo núp sau một con cho yên tâm đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 87 này. Zeo, Chopper này, Swap này, Elizabeth này. Chơi tạm Bueno đi. Ở đây Swap hên xuôi đây thì con Chopper xuống dưới cùng đi. Thế phát nữa không win thì đổi nhé. Tướng nó vẫn hơi phèn. Fukabushi, Hody. Ở đây còn Smoke, Van Ogre với Boop.
Rồi Vanguard ở giữa thì Smoke đứng sau đi. Cửa 88. Hardy, Domingo, Zeo, Búp. Hai Búp đi cho nó nộ sớm. Rồi này núp sau thì sợ may thì hiệu ứng. Hơi khó để nhỉ, con Hardy lại hơi phế lúc nó nộ. Phải cho mạnh hơn tí nữa đi. Có Domingo tiếp, có Robin, có Nami, có hai Búp tiếp. Vẫn để kiểu núp sau nhé. Thử vài lần đi. Cửa 89. Zoro hứng ở dưới, Avg ở trên đi. Zeo yểm trợ với hai Búp đi, chắc là được đấy. Cửa 90. Cũng sắp đuổi kịp rồi đấy. Lo bắt con bơm máu đi, rút dí không cho cái con kia giảm nộ. A yểm trợ với Stormy là Búp hiệu ứng với một Búp trên nữa. Để con Búp này lùi xuống tí, lo đánh chậm một tí rồi. Cho nó tê liệt nhiều. Cửa 91 tích vào hoàn thành nhanh này, làm mới đi chút xíu. Mình còn vẫn chưa dùng hết lần free này. Còn mình còn 800 lần roll bằng vàng nữa. Trông rất là thoải mái. Aokiji, Ken, Búp à, hơi ít tướng nhỉ, mạnh hơn tí nữa. Đây có Fuka bắt giữa đẹp này. Chopper này, CLC, Robin với Kaku. Kaku lên đầu, Robin bắt ở dưới cùng này. CLC đây, Chopper đứng sau. Tiếp tục cửa theo, cửa 92. Có Lo, có Ken, Hina, A để cho Master Hole vào tí. Cho Kid đi. Ở đây cho con Ken bắt con tóc hồng đi. Lo bắt ở trên đi. Kid đứng ở đây hy sinh Hina nhây nhây A ở sau. Cửa 93. Robin, Sanji, Domingo, Brook với lại Búp đi. Ở đây cho con Domingo miễn dịch mê hoặc đứng đầu đi. Robin thì núp phía sau, Sanji hứng ở đây, chẳng Brook dí giảm độ hay Brook xuống dưới. Con này đứng sau bắt con kia đi. Cửa 94. Mạnh hơn chút nữa. Có Lo, Robin, dàn không chế được này, Zeo này, Smoke với lại Búp chăng. Lo bắt đầu đi, Smoke hứng ở giữa đi. Zeo bắt dưới kết hợp với Robin bắt trên, con Búp ở dưới đi. Cửa 95 rồi. Usopp, Domingo, hai Búp đi. Đấy là Jimmy. Chắc là dùng con Jimmy xuống dưới đi. Domingo, Usopp ở giữa đi. Spam vài lần đấy. Để con Domingo không để con Lo lùi xuống tí. Cửa 96. Có Domingo, Mila có hai miễn dịch mê hoặc một chút lợi thế này. Có Búp này, có Lo xun choáng cho con giảm nộ chắc. Mila đầu, con này dưới, con Domingo ở giữa đi. Con này giảm nộ xuống đây, con này mình phải lấy Lo xun nhé, Lo xun choáng ở giữa đi. Cho con này xuống dưới, giảm nộ phía dưới. Cửa 97. Cao bây giờ thì ta cao nhất là 117. Chopper, Arika, Lafitte, Nami với Elizabeth. Cho con Nami nhây ở dưới, Chopper ở trên đi. Con này yểm trợ phía sau khóa con này đi. Không để khóa con trên thì được, Elizabeth bắt ở giữa đi. Rồi cửa tiếp theo, cửa 98. Zeo, Domingo, Búp với Gap. Để cho mạnh hơn tí nữa. Sao bảo có nhiều lần roll ấy. Usopp, Miela, Kaya, Brook với lại con Kobe. Cho con này đứng đây, con này Usopp bắn ở dưới trước này. Thử vài lần xem hiệu ứng có đỏ không nhé. Cái này đánh nhây nhây hiệu ứng một chút xíu. Còn nếu mà đen quá vẫn đổi tiếp. Ở đây win rồi. Cửa tiếp theo, cửa 99. Lafitte này, Frankie đốt ở giữa đi. Nami yểm trợ phía sau, Usopp bắn. Cho chơi full đánh thường đi. Tiếp theo cửa 100. Có Fukabushi bắt ở giữa đi, Brook dí ở đầu đi. Cho xuống gắng choáng ở dưới, Usopp bắn phía sau mà Búp hỗ trợ, chắc là được đấy. Spam vài lần rồi win đấy. Tạm thời đến hạng 6 rồi nhé, cửa 101 này. Gần đuổi kịp rồi đấy. Mirela, Luffy, Dawson, Aokiji,
Thế tạo Setemeru nhây ở trên cùng nhá. Rosun choáng ở dưới, Luffy bắt ở giữa. Lần này Rosun lên trước, ao gì đây với lại con Mira ở dưới cùng. Cửa 102, Fuka bắt giữa, Gap đấm sau, cái này đứng trước đi. Ở đây Boop với lại con Marco bên trên đi. Rồi cho thêm con Inazuma. Spam vài lần nhá. Vẫn không win được. Thêm phát nữa không win đổi. Mình còn 51 lần đánh. Mirela này, Mabushi này, Akainu này, Jimbi với lại con Blueno đi. Cửa tiếp theo cửa 103. Có Lo, có Domingo, có Mazen Lăng, có Aokiji, Kadifa. Kadifa nhây ở giữa chắc. Để con Lo ở đây, Aokiji lên sớm, Domingo quật sau, con này gây trúng độc ấy. Còn đứng so le chút xíu, con này trúng độc xuống dưới. Cửa 104, cửa này có Fukabushi dễ nhất cho Hody trông vẫn hơi phế. Đây có Fukabushi này. Con này đứng lên trên hứng đi, con Jimmy đấm ở giữa đi, MV 2 búp hỗ trợ cho nộ sớm đi. Spam vài lần đi. Để con này lên trên đi xíu. Vẫn không chịu win này, thử thêm 2 lần nữa không win thì đổi nhé. Để cho tướng nó khỏe hơn chút chút nữa. Tại nhiều khi Fuka không chế tốt mà sợ nó không bắt, nó không kịp ấy. Cho Centauri đứng ở giữa thì Domingo, Aoi lên trên đi. Con Mila lên đầu thì Aoi ở dưới, Domingo ở giữa. Đây, cho con Lee lên trước, tôi có để vầy thử chứ sao. Ok, win rồi. Cửa 105 này. Fukabushi, Sanji, Hody. Ở đây cho Boop. Giờ con yếu nhỉ. Kadifa, giờ vẫn hơi yếu. Tôi đánh bừa biết đâu lại win. Chứ trông được hơi yếu. Sao Sanji nhây ở phía sau hay hơn. Đây win thật này. Cửa tiếp theo cửa 106 nhé. Đuổi gần kịp rồi. Không biết nữa làm mới người ta tăng thêm cửa không. Không biết rồi, hiện tại đuổi gần kịp rồi. Lo này. Lo bắt ở dưới đi. Lafite bắt trên đi. Thì đây là có ít nhất là 2 búp. Phải chơi luôn 3 búp đi được. Thử vài lần đi. Có vẻ vẫn hơi đuối nhỉ. Cái này lùi xuống tí cho Lo nộ trước đi. Thôi cho mạnh hơn tí xíu, khoảng 38 lượt cho mạnh hơn tí. Nếu dùng Kaku thì sao? Fukabushi, Usopp, Luffy với lại Boop. Không có khống chế phía trên hay có thử phát nó không win đổ. Ken, Fuka, nếu mà Ken bắt con trên, Fuka bắt dưới, nếu hiệu ứng tốt thì cái này có một búp, độ hơi chậm tí mà chắc cũng hy vọng một tí rồi. Spam thử vài lần. Vẫn không được, đánh thêm khoảng tầm 7 lần nữa không win thì đổi nhé. Hai cái con phía sau hơi yếu và búp thì chắc tạm được, con này hơi yếu thì thử thêm, thôi cứ thử thêm 1-2 lần nữa đi. Không phải cho mạnh hơn tí nữa đi. Hãy sợ Fuka thất thủ không dồn nó lên đây, nếu mà tự tin con Ken thì thử để lên trên một tí nhé. Thử thêm 1-2 lần nữa không win thì đổi. Ok, đổi đi, tại vì các bạn còn nhiều ngày cũng không có vội lắm. Mà thấy thua nhiều quá đổi thêm chút xíu nữa. Cái này thì không chế cứng được, mạnh hơn đi. Này kiếm được trận nào có Lo Fuka thì ngầu hơn, đây không có. Nếu để con Nami phá nổ phía trên thì sao, Hody bắt phía dưới thì không ăn thua lắm nhỉ. Kiểu khi nó cấm tích nộ. Cho Zeo yểm trợ phía trên, Nami bắt phía sau đi. Mila Chopper mình thử nhây nhây và xem có được không nào. Chơi nhiều búp thì Hody lại hơi yếu, nó hơi dở tí chỗ đấy. Ở đây phát này win là tốt rồi này. Tiếp tục lên tiếp cửa 107 này. Đây có Fukabushi, Luffy đấm ở phía trên chẳng hạn đi. Zoro tanh ở dưới đi. Thì còn lấy đây là con trong Kid với lại con Elizabeth đi, chắc là được đấy. Trông không có búp nhưng mà có thể hy vọng được. Tiếp tục đến cửa 108 này. Cao nhất hiện tại vẫn đang 117 nhé. Thực ra thì chỉ chọn một cửa mất hơi nhiều lần tí với cửa sau đi bon bon ấy mà. Nó chỉ chờ nó nhọ một cửa nào đó thôi. Thì mỗi người nhọ một cửa khác nhau nhé, không biết đứa nào một lần nữa. Tướng là thiếu một tí xíu là đủ nhỉ, thiếu một con nhỉ. Thôi chơi tạo con Amos, sợ hơi yếu. Cho mạnh hơn tí nữa đi. Có Robin bắt một con, Domingo, Dawson,
Boop với lại con Smoke à. Nếu Smoke hướng ở giữa sợ không trụ được thôi, Dawson bắt ở phía sau, Robin choáng ở đầu này. Thì Domingo lùi xuống dưới tí là còn đứng ở trên nữa. Thử vận may một chút xíu nhé. Thử thêm phát nữa này. Không được, phải cho mạnh hơn tí nữa này. Con lo tầm khống chế nó rộng hơn. Fuka tầm khống chế cũng sẽ rộng hơn. Tức là mấy con kia tầm nó hơi bé. Đây Zoro tanh ở giữa đi, Fuka bắt đầu đi. Có Chopper, Nami với Boop đi. Thử vậy xem sao nhé. Vẫn chưa được. Để Chopper ở đây, Nami ở đây hay để Smoke. Hay bỏ bớt đi một Boop nhỉ. Thử thêm phát nữa đó. Cho Smoke vào thay Eva, cho Smoke lên trên đi. Nami nhây ở phía sau. Rồi Nami đứng trước thì Smoke đứng sau đi. Vẫn không được. Mình nghĩ là trong mấy con này đảo đi đảo lại sẽ có thể win được ấy. Hay cho Eva lên trước đi. Chơi Smoke nộ nhiều, Zoro thứ nộ nhiều. Các bạn là con này còn Hesu có bị cấm tích nộ hay không đấy này. Ông lại cho tiếp Nami vào lại. Nhưng mà cho Nami giảm độ phía dưới. Chopper ở trên thì bơm máu con này xuống dưới thì con này xuống trên đi. Zoro xuống dưới cùng đi. Cứ thử spam thêm một chút xíu thì chưa phải ngày cuối, không có vội lắm. Nhất định không chịu win. Thế mình lại đẩy Smoke lên trước. Chopper thử xuống hết dưới này. Nhất định không chịu win mới đau. Đây không thì lại cho con lại cho Eva vào lại. Cho Nami lên trước à, không. Nami vẫn ở dưới này hay hơn. Không, để con này đánh thường nó bơm máu nhiều hơn không có lợi không. Hay để Fuka bắt ở giữa đi, cho Nami ở giữa đi. Thì để con Zoro hứng ở trên, con Chopper hai con này hứng ở dưới. Cũng không được. Ông ấy đảo ở đây, cho con này xuống dưới cùng. Cú nhỉ, không được. Thôi để làm mới mạnh hơn tí nữa đi. 7 lượt cuối gắng đẩy nó lên cao cao tí nữa. Lại có Zoro này, Robin này, Domingo này, Mabushi này, Boop này. Nếu để con Boop ở đây, con Zoro bắt ở giữa, Robin bắt đây bên đây, chắc là được đấy. Không, để Zoro đứng ở đây đi, để kiểu này đi. Nó không chịu win, đùa nhau. Cho con này xuống dưới xem. Đảo Ivan lên trên, Robin bắt dưới. Đùa chứ, gì mà đen đến mức đấy. Không thì để cho Sanji nhây nhây đấy, chắc là nộ chậm một tí xíu, đòi gô quật sớm đi. Robin điểm trợ phía sau bắt con này đi. Cho hai con này nhây nhây ở dưới. Đây win rồi. Thỉnh thoảng đen đấy, không biết được, cờ 109. Nhưng mà chắc là chưa phải ngày cuối, không có vội, cứ từ từ thôi. Lo hơi yếu, mạnh hơn tí xíu đấy. Đây có lo bắt, vẫn yếu nhỉ, mạnh hơn tí nữa. Đây có lo bắt ở giữa này, Ken bắt một con Boop đi. Aoji núp sau Boop ở đây. Cho A hy sinh ở đầu, hy vọng sẽ đánh được luôn. Một phát ăn luôn à, ok đúng không. Nó thỉnh thoảng đen một tí thôi, cửa 110 rồi. Ở cửa 110 nó có con bơm máu để kiếm Fukabushi. Robin với Ken thì bắt được hai đầu cứng. Zoro liệu có tanh nổi không? Sợ bơm máu mạnh hơn đi. Có Fuka này nhưng mà không có Boop. Thế mới đẻo ý. Không có Boop liệu có nhây được không? Không có Boop sợ nhây hơi khó nhỉ. Thử vận may mà phát không được thì đổi nhé. À win luôn, may quá, không có Boop may vẫn win. Tại sợ nó bơm máu ấy. Nhưng chắc là Fuka ở đấy là tỏa sáng quá. Robin cái thứ này con Lucy với Kaku với lại con Hiridat đi. Ở đây cho con chắc là cho Kaku đạp ở giữa, chúng được 3 con. Đạp trên đạp dưới nhỉ. Cho Kaku đạp ở giữa thì Fuka yểm trợ đi. Robin bắt con Boop ở trên hay bắt con Song Dao ở dưới. Bắt vầy cho vầy đạp, chắc là được đấy. Ok win luôn, nãy giờ win được mấy phát liền rồi. Kiểu 112. Sau mấy chuỗi đen là những chuỗi may mắn mà. Cửa này sợ tốn lượt này, cửa này sợ nhọ là hơi tốn đấy. Thử ướm xem có bắt được không này. Trông là vẫn chưa khả thi lắm đâu, vì cái này con bảo là không giúp cho Aoji độ liên tục được, vì hai cái này có thể dính hai con bơm máu. À hai con giảm độ. Còn giữa thì con Song Dao, tôi cho mạnh hơn đi. Lorosun, Kaku, Kaya. Nếu cho con Karoline thì sao? Nếu Lorosun choáng tốt thì quá con Song Dao liên tục thì lo bắt đầu bắt được hai con này, Kaku đạp dần dần. Chẳng qua sợ hơi nhọ, tôi cứ đánh thử phát đã. Không được, nó cho mạnh hơn tí nữa đi. Những cái lượt cuối cùng cho mạnh hơn tí. Đây có Lo, có Lafitte, có Domingo, có Boop. Con nào hứng ở dưới cùng bây giờ nhỉ? Dưới cùng chả con nào mạnh cả. Thôi cho tạm Vista đi. Nếu không thì để Vista chết ở giữa đi cũng được. Để Lafitte bắt ở dưới đi. Thử xem có nhây được không nhé. Cái này xem trên báo một chút xíu, mình xem có điều chỉnh vị trí không. Thực ra để Lafitte ở giữa có vẻ hay hơn, rồi sợ mê hoặc không trúng ấy. À không, thực ra mình nghĩ chả cần xem đâu. Mình nghĩ là nên để luôn Lafitte ở giữa.
À không, thực ra để con lo xuống dưới cùng cũng được ấy, để con Vista đứng ở đây này. Đánh phát đây nhá thì có phải là mình con Vista đánh chậm nhịp đi. Bắt con phát đây này, con này đánh trúng con này mất tí máu, con này bắt này bắt được con sông đao tên 1. Đấy dần đấy. Để xem chế báo trận này đi, lượt cuối cùng. Thua thì ngày mai đánh tiếp nhá, chả vấn đề gì cả. Hy vọng Domingo thứ sẽ tỏa sáng một chút. Nếu quật trúng nhiều về mê hoặc nhiều, đánh vậy trúng hơi ít. Không biết lo kịp bơm máu cứu chính nó không. Tại vì đánh kiểu này nhiều khả năng sẽ tê liệt. Thôi đánh trúng kiếm sĩ mới đau ý, làm tê liệt trúng có búp. À nhưng mà thực ra coi như khóa 2 búp cũng được, thì coi như vẫn không chế được nó. Coi như khóa cứng 2 búp đi. Domingo quật trúng con song đao không? Để cho nó mê hoặc đi tí cho yên tâm nào. Quật trúng hai con phía sau có mê hoặc không? Không mê hoặc thì con Lapite còn hụt nộ chứ. Để phát này có lo nguy cơ chết rồi. Nhưng mà cái này phải đánh nhiều lần cơ. Mình đã hết lượt đánh nhưng chắc phải để hôm sau. Quan trọng nhất là ngày cuối cùng có tỏa sáng hay không thôi. Còn những ngày đầu tiên thì nhỏ nhỏ tí cũng chả sao đâu. Đấy, tính thành tích là tính thành tích lúc cuối ai lên 140 cửa trước mà. Phát này lo chết rồi, có nhiều vỡ trận rồi. Và phát này thua chắc chắn 100% rồi. Rồi bây giờ đi ra ngó mỏ tí xíu đi, hôm nay đánh vậy đấy. Đợt thời đó là 111 nó thua mất khoảng tầm cũng phải tầm 6 cửa. Rồi ngày mai gỡ lại sau. Quan trọng là bao nhiêu lượt roll nhỉ? Mình còn ở đây là còn 677 lượt roll, không sợ lắm. Bây giờ mình xuống bên này mình kiểm tra một chút xíu chỗ này nhé. Mình xem có bóng dáng đối thủ không. Tất nhiên có thể đôi khi mình nhìn sót thì thông cảm nhé, nhưng mà chắc nó chả sót đâu. Mình ngó qua vòng thì có thấy không đấy. Có lẽ nhiều khả năng là không thấy đúng không? Rồi ok. Thôi tạm thời video này nhẹ nhàng chút xíu với giải đấu thôi. Thì kết thúc video ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.